mới đầu mà Hoài đi vào ấy, ông Phú ông còn bảo mình là ông này làm sao ông ấy làm được CEO nhỉ? Nhìn tướng nó nhỏ lắm. Anh Phú anh hay xem tướng. Xin chào nhà đầu tư. Tôi là Lê Thanh Hoài, nhà sáng lập và là giám đốc điều hành tại Supership, biệt đội giao hàng siêu đẳng. Cuối cùng lại mấy ông xông vào offer. Anh đề nghị 2 tỷ đổi lại 49% cổ phần. 2 tỷ sẽ lấy 40% công ty anh. 2 tỷ cho 35%. 3 tỷ lấy 30%. Anh đồng ý đầu tư cho em 2 tỷ đổi lấy 20% của công ty em. Bây giờ anh với anh Khoa là hai xác sẽ đầu tư với em, lấy 3 tỷ lấy 30%. Anh mà đầu tư vào em thì anh Khoa, anh Phú tự nhiên sẽ thành khách hàng lớn nhất của chúng ta. Phần thuyết trình xuất sắc nhất là Hoài. Một câu hỏi hoặc là một cái dữ liệu mình sẽ dùng mấy cái cách hỏi khác nhau. Như em nói là doanh thu tháng gần nhất được 1 tỷ đúng không? Dạ đúng rồi. Thế cả năm vừa rồi là được bao nhiêu? Từ đầu năm đến giờ là bao nhiêu? Từ đầu năm đến giờ thì tầm khoảng 4 tỷ hơn. Thế đã bắt đầu có lãi chưa? Tỷ suất lợi nhuận là 6% mỗi tháng. Con số của Hoài là nhớ rất là chuẩn. Cái này chia sẻ luôn các bạn startup này. Khi mình lên trình bày mình hạn chế tối đa chuyện nói con số tương đối. Yeah. Mà mình phải tập trung nói con số tuyệt đối. Yeah. Doanh số em bao nhiêu thì đương nhiên là phải nói số tuyệt đối rồi. Thế lợi nhuận của em bao nhiêu? Lợi nhuận của em là khoảng 20%. Thì những cái câu mà là kiểu như là phần trăm như thế là bị đánh giá rất thấp. Tuy nhiên là Hoài á, toàn bộ pít là nói phần trăm hết. Tốc độ tăng trưởng của Supership mỗi tháng như vậy là từ 10 cho đến 20%. Tỷ suất lợi nhuận là 6% mỗi tháng. Sau khi nói phần trăm xong thì hỏi thế doanh thu bao nhiêu? Và tổng doanh thu của tháng 10 là gần 1 tỷ đồng một tháng. Tức là phải rất là sát, rất là thật thì mới nói được như thế. Thế còn cái ông nào mà ông lên ông chuẩn bị sẵn ấy, ông mà ông tính là doanh thu 100% này, tiền lương này hết 30% này, chi phí văn phòng hết 10 này, các thứ trừ một lúc đến là coi như lợi nhuận còn 10% là mình hỏi con số cái là tịt. Thì ông đấy chính là một ông Buffett, Cái giá trị công ty thì nhiều khi là sẽ được định giá bởi hai người và nói về cái tương lai công ty. Nhưng sau khi định giá cái giá trị xong rồi thì cái quyết định yes or no, cái đấy lại phụ thuộc quá khứ. Thì anh rất là tin tưởng vào cái bài trình bày của em hôm nay. Và anh thấy em nắm rất rõ công ty của mình. Anh đánh giá rất cao cái đó. Và rất mừng là cái nhận định ban đầu của mình so với cái về sau nó đúng. Thì hôm đầu tiên em gặp gỡ team Điều Đi bên anh á, tức là trưởng ban đầu tư của trưởng anh đó, tới. Thì em thấy khá là nhẹ nhàng. Hôm đầu tiên thì nhẹ nhàng. Hôm đầu tiên là rất là nhẹ nhàng, là mấy anh em ngồi trao đổi với nhau về dữ liệu trong quá khứ và định hướng phát triển trong vòng khoảng chưa tới 60 phút. Mình kiểu quăng, xong rồi Điều Đi sao mà sức khỏe đến như vậy. Hôm thứ hai, giám đốc đầu tư qua bắt đầu có vẻ là kỹ hơn, chi tiết và rất là chi tiết, vậy thì quá trình đó nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Một trong những cái rất là mừng đối với Supership, kể cả em que nữa này, thì thấy rằng là tất cả các cái số liệu về quá khứ và những cái gì mà đã trao đổi với nhau thì nó đúng đến mức gần như 100%. Và một cái điểm mừng hơn nữa là về tương lai thì Supership đang mở rộng kinh doanh, tiến ra ngoài Bắc. Đây là một bước đi mạnh dạn. Anh vẫn đánh giá cao, kể cả là làm ban đầu nó có những cái khó khăn. Trong thời gian tới thì Supership sẽ tập trung, thứ nhất là đẩy mạnh hai cái thị trường chủ chốt, đó là thị trường ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng thêm thì phần cũng như là tiếp tục củng cố về cái chất lượng dịch vụ mà Supership đang hướng tới. Thứ nhất là tỷ lệ giao hàng thành công cao nhất, cái chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Và thứ hai là cái vấn đề là mở rộng ra các tỉnh trọng tâm theo hình thức là kết nối với các đơn vị chuyển phát truyền thống thành một cái chuỗi, một cái mạng lưới rộng khắp. Cái việc mà mô hình cũng như là công nghệ cũng như là cách thức quản trị, quản lý là mình đã đóng gói hết rồi, thiết kế lại bài bản và bắt đầu mình sẵn sàng mình chuyển giao cho các đối tác đó. Thêm một mảng doanh thu đấy nữa, đúng không? Trong một thời gian ngắn nữa thì mình cũng sẽ cùng nhau chia sẻ cái doanh số cũng như là cái lợi nhuận của mọi người trong mạng lưới với nhau. Và định hướng trong năm 2018 này thì chắc chắn là ít nhất là 10 tỉnh, các tỉnh trọng tâm ví dụ như là Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, rồi cả Bình Dương, Biên Hòa là những địa bàn mà mình sẽ ưu tiên. Và đó là một cái bước đệm cho năm 2019-2020 thì ít nhất là 70% các tỉnh ở Việt Nam là có mặt của Supership. Ở đây mình phải nói hai việc. Cái thứ nhất là khả năng vận hành. Cá nhân anh thì anh nhận định là Hoài là khả năng vận hành của Hoài là ok. Nhưng mà quan trọng nhất khi phát triển doanh nghiệp thì là tư duy. Hà Nội có thể nói là một thị trường mới so với lại các bạn mà đã làm kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh.
nó giống như kiểu là một cái startup lại. Ngay cái tư duy đấy thì cho thấy là các bạn đã chấp nhận những cái thử thách mới và mong muốn phát triển doanh nghiệp của mình nó đi nhanh, đi mạnh hơn. Trong Shark Tank thì mình nghĩ là các Shark có những cái trách nhiệm ấy, tức là đào tạo thêm ấy. Đào tạo ở đây không mang tính chính thống như đào tạo trên lớp, mà đào tạo ngoài đời, ngoài thương trường. Đi nhậu với nhau nó cũng là một cái quá trình dìu dắt và chia sẻ kinh nghiệm rất là tốt. Tức là khi mà anh Vương tham gia vào Supership thì đầu tiên thì với góc độ là những nhà đầu tư, nhưng mà tuy nhiên đối với Hoài thì em coi anh Vương như là một người anh trong cuộc sống cũng như là một người thầy trong sự nghiệp. Nào lấy vợ, anh đại diện họ nhà ra. Dạ. Đó là cái có ghi hình lại rồi đó. Em là chuẩn bị lấy vợ rồi. Đại diện họ nhà trai bình thường có gì đâu. Trang, chỗ Trang thì anh thấy Bách với lại các bạn về báo cáo là duty chỗ Trang là một trong những cái duty dễ nhất. Bởi vì là của Trang là nó rất là clear. Lúc đầu em cũng không hiểu duty là gì. Tại sao phải có cái đó? Và người ta cần mình làm gì ở trong quá trình đó? Nghĩ là sau khi lên truyền hình bắt tay thế là xong rồi đấy. Không phải là em nghĩ như vậy là xong. Một là em không biết cái từ đó.